Đấu trường âm nhạc sẽ là một đấu trường sôi động nhất, hào hứng nhất, cùng với những giai điệu giọng ca kèm theo sự thể hiện đầy sức thu hút của các đấu sĩ. Đồng thời sẽ là sự căng thẳng và sự đấu trí cân não đến từ các thủ lĩnh. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ với ba vị thủ lĩnh dữ dằn của ngày hôm nay. Đầu tiên, một nữ nghệ sĩ, một nữ diễn viên. Với lối diễn xuất rất nổi tiếng là có nhiều biểu cảm rất là tự nhiên, không hề cứng một chút nào hết. Xin mời nữ nghệ sĩ Lê Giang. Lê Giang với chất giọng cao, khỏe bẩm sinh, năm 1990 cô gia nhập đoàn cải lương Thanh Nga và giành huy chương vàng hội diễn sân khấu chuyên nghiệp. Hiện tại, Lê Giang là nghệ sĩ quen thuộc trên màn ảnh với các phim truyền hình, game show và sân khấu hài kịch. Tiếp theo đó là một nam nghệ sĩ không tuổi. Xin được giới thiệu ca sĩ Vũ Ha. Vũ Hà là một nam ca sĩ được nhiều khán giả yêu mến với gương mặt điển trai không tuổi cùng chất giọng mới lạ. Anh đã khiến khán giả chú ý đến sau những bản nhạc hit của mình như Tiểu Thư Con Gái Nhà Ai, Mambo Nồng Say, Mắt Này Cha Cha Cha. Dạ em chào nam nghệ sĩ không tuổi Vũ Hà. Và khách mời cuối cùng ngày hôm nay đó là một nghệ sĩ đã từng đạt giải ba tiếng hát truyền hình. Xin mời nữ nghệ sĩ Cát Tường. Nghệ sĩ Cát Tường được khán giả biết đến qua những vai diễn ấn tượng trong các bộ phim, từng đổ thủ khoa trường sân khấu. Cô còn giành giải ba trong cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 1996. Trời ơi, giờ mình hiểu dữ vậy trời. Thấy là không hợp rồi đó. Sao vậy, chương trình mọi người không có phù hợp với tôi. Tôi là đi hát mười mấy hai chục năm nay, thì ca sĩ thì ai cũng biết. Còn tôi nè, tôi cũng ba mươi mấy năm trong nghề, mà nghề cải lương của tôi là nghề gốc. Đó, rồi bây giờ bắt tôi thi thi với người một nó người mà giải ba tiếng hát truyền hình. Làm sao mà tôi thi được? Mà bà có hát đâu, mười mấy năm có đi hát đâu, toàn đi đóng kịch. Bây giờ tôi xin giới thiệu với quý vị, chị Lê Giang là một cái người bạn của tôi đã chơi hơn mười mấy năm. Tôi rất rành chị. Chỉ là một vẻ đẹp hoàn mỹ, thiên nhiên đã ban tặng cho chị vẻ đẹp ấy. Nếu như ai phát hiện chị Lê Giang có chỉnh sửa thẩm mỹ gì, tôi xin đền 1 tỷ. 1 tỷ? Trích từ quỹ của chị Lê Giang. Đấu trường âm nhạc. Rồi bây giờ em sẽ thể phổ biến về luật chơi ngày hôm nay. Rồi. Và luật chơi của chúng ta như sau. Rồi. Các thủ lĩnh sẽ là người trực tiếp lựa chọn các thí sinh về đội của mình, cũng như là lên kế hoạch và bàn bạc chiến lược làm sao mà đội mình giành chiến thắng. Sau đó các thí sinh sẽ lần lượt đấu đối kháng loại trực tiếp. Ai thua sẽ bị rớt vô hai cái hố sau vũ trụ. Hố đâu? Hố đâu? Đây. Hố đâu? Hai hố này đây. Mà ai rớt? À, rớt vô đó. Người nào có số điểm ít hơn. Rớt đúng không? Dạ, mình là chỉ đứng điều khiển thôi. À không có rớt. Mình không có rớt. Ok. Đội nào còn lại vị đối sĩ cuối cùng sẽ là đội giành chiến thắng và ngôi vị cao nhất với giải thưởng là 20 triệu đồng. Nếu mà các anh chị không có tự tin với người đối sĩ của mình á thì các anh chị có thể lựa chọn người át chủ bài ra để cứu đội của mình. Nếu át chủ bài lọt hố thì đối sĩ của đội cũng sẽ bị loại. Và bây giờ bài hát mở đầu để giành quyền lựa chọn đội của các thủ lĩnh xin được phép bắt đầu. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng đôi môi cười hoa thắm. Và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông chân, cho anh mơ mộng anh muốn đứng cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên đi tất cả. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu mất trong lòng hoài. Rrrr!
Về trên khu phố có cô em tung tăng, đôi môi cười hoa thắm. Và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông trần, cho anh mơ mộng anh muốn được cùng em về vùng biên vắng. Mình sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng dưới bóng dừa là lơi, sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thần thờ như người ngu mê. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho em quên, quên đi tất cả, anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày ngày nhung nắng dưới bóng dừa là lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Đường cùng em về vùng biên vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng dừa là lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Và bây giờ thì không để các thủ lĩnh tò mò nữa, chúng ta sẽ lần lượt gặp các đấu sĩ của mình. Đầu tiên, phòng số 1 xin mời các đấu sĩ của chị Lê Giang. Wow. Trời ơi. Nam thanh nữ tú. Trời ơi, đẹp không mà. Trời ơi, toàn người mẫu không. Trời ơi, đẹp quá mà đứng xa xa người ta ra đi, đứng chi mà gần người ta mới có ngang vai người ta hả? Để em giới thiệu cho, đây là người phụ nữ mà gọi là có chiều cao, gọi là khiêm tốn nhất đội của em. À. Tên là Trương Kiều Diễm. Đẹp. Còn đây, đây là người phụ nữ hát hay nhất trường quay, Phương Nga. Còn cuối cùng là em tên là Bùi Caron. Bùi Caron. Còn bây giờ xin mời đội của chị Cát Tường lộ diện. Xin mời các em. Ui, trời ơi. Trời ơi chị hai. Gà tôi nuôi mà. Quen không ạ? Để tôi giới thiệu. Đây, anh chàng đẹp trai Trương Quốc Bảo. Rồi sao đi thi cử bận áo rách vậy cưng? Mặt nó thoáng á chị. Biết trước vô đội chị sắm đồ cho cưng rồi. Còn bé này nữa, trời ơi, Tiêu Châu Như Quỳnh thiếu áo siêu giải. Trời ơi bá Lộc, em đẹp hơn chị luôn. Cái da mặt em đẹp hơn da mặt chị luôn á. Chị ganh tị luôn á. Ai, đẹp trai quá mà. Bá Lộc. Tên đội của tem đầy gợi cảm và đầy thanh xuân, đó chính là 18 trừ. Bây giờ xin mời các đấu sĩ của đội anh Vũ Hà. Em mời anh. Anh đứng nghiêm đó giùm em, đứng lùi lại. 1, 2, 3 mấy đứa, vô. Dạ gì, chị Lê Giang ngày hôm nay nhìn quá căng, cho nên là đội của em cũng lấy cảm hứng, cho nên là đội của em lấy cái tên đội là đội cứng. Dạ, đội em gồm có 3 thành viên. Thứ nhất ở bên trái là ca sĩ Sơn Ngọc Minh. Dạ, thứ hai là một nhân vật trong huyền thoại, vừa ăn kẹo vừa hát và rất nổi tiếng ở cộng đồng mạng. Ca sĩ Phương Vũ. Và cuối cùng bên nam, ca sĩ Minh Xu. Nhưng hôm nay tóc không có xù. Dạ giờ em thẳng rồi nha mọi người. Em thông báo em thẳng rồi nha. Quay hết chương trình này anh công lại.
Và bây giờ xin phép được mời các thủ lĩnh và các đấu sĩ bước vào trong. Đây là thời gian dành cho mọi người làm quen với nhau và đưa ra chiến lược để giành chiến thắng trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên sàn đấu của chúng ta ngày hôm nay, trước mặt Quy và Diễm My đó là 13 vị giám khảo cầm cân nảy mực của ngày hôm nay. Đó là những giảng viên thanh nhạc, những người nhạc sĩ có chuyên môn trong giới âm nhạc được ban tổ chức mời về đây. Cho Diễm My xin hỏi một người đại diện của ban giám khảo, xin mời anh Hoàng Nhã ạ. Anh Hoàng Nhã có thể cho tụi em biết là tiêu chí chấm điểm các đấu sĩ ngày hôm nay như thế nào không anh? Anh cũng xin thay mặt 13 vị ban giám khảo ở đây để trả lời câu hỏi của em. Thì là cái tiêu chí của tụi anh tới ngày hôm nay chủ yếu là vui là chính, nhưng mà vẫn phải có tiêu chí về chuyên môn. Thì anh nên nói về cái chuyên môn. Thì chuyên môn của tụi anh có nghĩa là với một tiết mục thì 50% tụi anh sẽ chấm về giọng hát, còn 50% còn lại sẽ chấm về phong cách biểu diễn. Mong ba đội thi ngày hôm nay sẽ có phần trình diễn thật tốt để mang lại cái không khí vui vẻ và hào hứng cho cả trường quay. Xin cảm ơn anh ạ. Trước khi bước vào cuộc chiến, ba vị thủ lĩnh sẽ có khoảng thời gian hoạch định chiến lược với những đấu sĩ của đội mình. Nếu mà mình không đấu hai trận đầu, hai bạn nói cho ai loại idol mình nghe thực lực người ta như thế nào. Khoan bấm nút, không phải ra đầu là ngon đâu. Phượng Vũ cũng hay, Đào Bảo Lộc cũng hay, Tiêu Châu Như Quỳnh ha. Phượng Vũ hát nhạc sến rất là hay. Đó, nếu mà mình đấu nhạc sến với Phượng Vũ là mình bị knock out đó. Ái chà chà, không biết ba vị thủ lĩnh thú vị của chúng ta có những kế sách gì đấy nhỉ? Hãy cùng chờ xem họ trổ tài nha. Kính thưa quý vị, và sau đây là phần quan trọng nhất của chương trình, đó chính là phần lựa chọn nhạc của hai MC. Xin mời quý vị khán giả hãy hướng mắt lên màn hình để theo dõi bài hát đầu tiên là bài hát gì. Xin mời ạ. Và chính là ca khúc Ảo Mộng Tình Yêu. Tình là giọt. Dành cho ba đội, bắt đầu. Đó, anh Vũ Hà đầu tiên ạ. Ta để tay vô. Rồi chị Lê Giang ạ, xin chúc mừng hai đội ạ. Kêu bấm mà không chịu bấm. Và bây giờ xin mời hai đấu sĩ của hai đội, anh Vũ Hà và chị Lê Giang bước ra sân khấu ạ. Đội cứng xin giới thiệu đấu sĩ đầu tiên, Sơn Ngọc Minh. Đấu sĩ Minh Thù Lao, đem ghế ra. Đem ghế lên đây. Em ngồi xuống. Đấu sĩ Phượng Vũ. Có em thủ lĩnh. Đem nước thần ra. Đây, đây là nước thần ạ. Trời, bên đội của anh Vũ Hà hậu phương vững chắc. Đầu tư quá, đầu tư quá. Và đây, trước khi em hát, anh sẽ đưa cho em một lá bùa. Đây là lá bùa. Anh sẽ chỉnh tóc cho em giống y như đan trường. Hay đó, quá rồi. Và tiếp theo xin mời đội chị Lê Giang, đấu sĩ nào chị lựa chọn ạ? Và thủ lĩnh tôi nè sẽ chọn Trương Kiều Diệp. Thấy gì chưa? Thấy một cô gái cực kỳ cao và chân dài, và bên cạnh là một cô gái cực kỳ lùn và chân ngắn. Và bây giờ ca khúc đầu tiên Ảo Mộng Tình Yêu xin được phép bắt đầu. Để bấm chọn bài Ảo Mộng Tình Yêu thì thực ra thì đó là một cái bài song ca mà mình rất là thích, vì hồi đó là cũng là một fan của Đan Trường. Chuyện tình ta nay ra đi vào trong giấc mơ, đêm mình em mang bao nỗi u buồn, phút yêu thương bên nhau còn đâu hỡi anh, cho riêng em lòng đớn đau. Tình yêu tan qua bao nhiêu khổ đau đắng cay, mà hôm nay đôi ta vẫn xa vời, vì là cuộc đời đâu như ta mong chờ, vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi. Tình là giọt nắng thắp những ánh sáng lung linh, soi rọi ta trong đêm
mịt mù. Còn lại đây vách quanh em hơi ấm của anh. Mà vì đâu em yêu vội sớm chia lìa. Tình là làn gió cất tiếng hát giữa nhân gian, vang lại ca ngân nga đến tuyệt vời. Còn lại đây vách quanh em những phút thần tiên. Mà vì đâu tan ra thành khói ngàn. Là giọt nắng thắp những ánh sáng lung linh, soi rọi ta trong đêm tối mịt mù. Còn lại đây vách quanh em hơi ấm của anh. Mà vì đâu em yêu vội sớm chia lìa. Tình là làn gió cất tiếng hát giữa nhân gian, vang lời ca ngân nga đến tuyệt vời. Còn lại đây vách quanh em những phút thần tiên. Mà vì đâu tan ra thành khói ngang trời. Mà vì đâu tan ra thành khói ngang trời. Ở trên sân khấu của chúng ta đang có 7 điểm và hiện tại đang nghiêng về Kiều Diễm. Và ngay bây giờ, ai sẽ là người đầu tiên rơi vào hố đen vũ trụ? À, thực ra thì Diễm là một người rất là sợ cảm giác mạnh nên Diễm không có muốn rơi xuống hố. Vang lời ca ngân nga đến tuyệt vời. Còn lại đây vây quanh em những phút thần tiên. Lên bắt đầu lên sân khấu sàn đấu thì mới cảm thấy là bản thân mình bị mất đi sự bình tĩnh và gặp một đối thủ khá là nặng ký. Mà vì đâu em yêu vội sớm chia lìa. Tình là làn gió cất tiếng hát giữa nhân gian. Vậy là người đầu tiên rơi vào hổ đen vũ trụ đó chính là đấu sĩ của đội anh Vũ Hà. Xin chia buồn với thủ lĩnh Vũ Hà. Anh Vũ Hà, chúng ta cũng là tình nghĩa anh em 20 năm. Em xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến đội của anh. Trời ơi, cảm ơn em. Anh Vũ Hà ơi, em trời... không có một lời nào để nói mà em chỉ nói theo bằng nốt nhạc. Tèo, 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 tèo. Trời ơi, ác quá vậy chị với anh ơi. Cảm ơn em. Và tiếp theo sẽ là thời gian dành cho các đội của mình trở về bên trong để bàn bạc tiếp tục chiến lược, và đặc biệt là đội chị Lê Giang để chọn ra đối thủ tiếp theo mà mình phải thi đấu từ hai đội còn lại. Các đội chơi hôm nay dường như rất quyết tâm giành chiến thắng. Không khí bàn bạc rất căng thẳng. Liệu đội nào sẽ giành được ngôi vương của đấu trường âm nhạc? Cùng chờ xem nha. Và bây giờ xin mời đội chị Lê Giang bước ra sân khấu để cùng với Kiều Diễm đưa ra lựa chọn đối thủ tiếp theo thi đấu với mình là ai? Quyết định của thủ lĩnh trước. Dạ. Thủ lĩnh là quyết định không chọn bên anh Vũ Hà nữa. Làm sao dám cứ chọn? Mình phải đổi chiến lược. May quá. May quá. Xin mời đội các tường bước ra. À, chúng tôi cảm thấy rất hân hoan bởi vì hai đội bạn, một đội thì đang bi ai, một đội thì đang phấn khích. Mà tâm lý không ổn định có nghĩa là sẽ không thể nào mà giữ cục hơi được. Đội của chúng tôi đang là ngư ông đắc lợi vì đã không bấm nút ở cái vòng đầu. Bây giờ chúng tôi bảo toàn lực lượng, bây giờ mới thi. Vậy thì đấu sĩ nào của chị Cát Tường mà chị Lê Giang lựa chọn ạ? Chắc chắn là phải chọn một trong hai bạn nam này rồi. Tại sao? Tại vì cái tâm lý không bao giờ dám chọn bạn nữ. Nếu mà nữ với nữ thi mà lọt lỗ rất là nhục. Cho nên nữ với nam thi, mà nếu có rớt thì cũng không sao. Tại vì nam với nữ không có sao hết. Trời đất ơi, nói không cho người ta nói hà. Nhưng mà chị Giang, chị nhớ nha, chị có quyền được chọn nhưng bài hát là do bên kia quy định. Đúng rồi. Không sao cả. Chị hiểu Will. Chị có học luật chơi mà. Chọn đi chị. Bây giờ thủ lĩnh sẽ chọn Trương Quốc Bảo. Đây. No. Bắt tay đi cưng. No. Đây, ở trong này chúng tôi đã chọn sẵn.
À, Trương Quốc Bảo sẽ ra đấu với Trương cái gì Diễm? Trương Kiều Diễm. Song Trương. Trương. Nhưng mà chưa biết Trương nào sống, Trương nào sình. Ừ. Những cái gì chị dặn? Hát là 50% thôi, biểu diễn là 50%. Thần thái, bức tóc, móc mắt. Chiến thuật của ta là rất lớn. Chúng ta chúng ta là vượt lỗ. Và em sẽ hát một ca khúc lãng mạn chút xíu, buồn chút xíu với một gái xinh đẹp như thế này, ca khúc Cánh Hồng Phai. Sương rơi trên cánh lụa hồng, hay nước mắt em ngóng trong mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình, nàng khóc cho mình. Coi coi ai phai trước. Và bây giờ sẽ là phần thi đấu của đội chị Lê Giang và đội của chị Cát Tường. Xin được phép bắt đầu. Nếu mà các anh chị không có tự tin với người đấu sĩ của mình á, thì các anh chị có thể lựa chọn người át chủ bài ra để cứu đội của mình. Quyền lựa chọn át chủ bài đã được chị Lê Giang bấm nút rồi ạ. Ai nhìn cái tướng cưng vậy? Tụ lệnh, bấm cái nút. Bấm cái nút. Chưa có thi, mình phải bơm máu. Tỉnh. Và bây giờ, bài hát xin được phép bắt đầu. Đề nghị mọi người múa đi chứ. Anh hát trước nha anh nhá. Nàng như một đóa hồng phai, thức sắc héo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối, trái tim vỡ tan. Nhặt lại từng cánh vùng đời, nàng vẫn xót xa cho chính đời mình. Vì người yêu em đã nói dùng nhàn tuyệt vời nhất thế gian là gian. Khi em yêu ai nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo mối tình. Sương rơi trên cánh lụa hồng, hay nước mắt em ngóng trông mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo mối tình, nàng khóc cho mình. Đây là cô gái ấy, đây là cánh hồng phai. Ngày xưa cô ấy tươi lắm, bây giờ phai bớt rồi, nhưng cánh hồng ấy luôn luôn căng mọng. Màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo mối tình. Xuân rơi trên cánh lụa hồng, hay nước mắt em ngóng trông mong tình ta sẽ một lần đến em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân trôi theo mối tình,
đang khóc cho mình. Trương Quốc Bảo. Hiện tại với khả năng biểu diễn tượng hình của Trương Quốc Bảo quá xuất sắc, điểm số trên sàn đấu của anh ấy đang rất đậm màu nghiêng về bên đây. Em nghĩ anh Quốc Bảo mà có nhiều điểm như vậy là nhờ sự minh họa của chị Lê Giang nè. Dạ đúng rồi. Chị nhảy quá trời luôn anh. Đội chị mà sao chị hỗ trợ người ta thì coi kìa. Và bây giờ xin mời kết quả của phần thi của Trương Quốc Bảo và anh Kasim. Nhưng không ngờ ra tới nơi chị mình thật chơi chiêu với mình, bấm nút chọn ác chủ bài. Vì người yêu em đã nói dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là giá. Tất nhiên là đâu phải bài hát, mình là ca sĩ thì bài hát nào mình cũng biết đâu. Hy vọng là khi mà hát thì đừng có quên lời, đừng bị cái này. Và nói chung cũng không có sai cái giai điệu. Khi em yêu anh nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Ca Sim Hoàng Vũ với giọng hát nội lực trầm ấm cũng phải đành bó tay. Thủ lĩnh Lê Giang đã đi sai một nước cờ khi sử dụng át chủ bài. Vậy là cô gái xinh đẹp Trương Kiều Diễm phải dừng cuộc chơi mất rồi. Một lần nữa xin được chúc mừng đội của chị Cát Tường và anh Quốc Bảo. Thấy chưa? Thấy chiến thuật của chị chưa? Đây, đấu sĩ của ta đã chiến thắng được một vòng. Bây giờ tiếp tục thừa thắng xông lên. Người ta nói đừng để cho kẻ địch có cơ hội. Xông lại, dập luôn. Mời đội chị Lê Giang bước ra. Trời ơi, chị Lê Giang nên... Ra đi chị ơi, đừng sợ chị ơi. Anh Hà, tạm thời anh hay ngủ yên và dưỡng sức. Ủa cái gì phải sợ cưng, Will? Sao chị? Tại sao cưng phải nói cái câu sợ với chị vậy? Tại sao? Hồi nào giờ chưa có sợ ai đâu. Lúc mà ở trong mạng em thấy nha, kêu chị Lê Giang cái chị lấn cấn, đứng lên ngồi xuống, cái ra đây vào diễn hả? Chị lấn cấn đứng lên ngồi xuống là chị đang lắp ráp phụ tùng. Anh là người sợ em nhất. Em lầy lắm nha Giang. Anh cứ ở trỏng đi. Trời ơi, tại sao đổi chiến thuật mà bắt đổi tôi nữa vậy? Bình tĩnh, đây nè, tôi ra đây ra. Tại sao em chọn đội chị biết không? Tại sao? Tại vì hồi nãy đội chị đâu có hát đâu, chị nhờ ác chủ bài, đội chị còn ngồi nguyên đó mà. Nãy giờ vẫn dưỡng sức, bây giờ ra hát đi chứ. Để bây giờ em chọn đi. À, nếu như vậy thì đội em sẽ quyết định chọn Bùi Caron. Wow. Và lượt lựa chọn bài hát sẽ thuộc về đội của chị Lê Giang. Xin mời Bùi Caron. Bùi Caron xin chọn bài Trống Vắng. Và ca khúc Trống Vắng xin được phép bắt đầu. Oh yeah. Người nhìn chiếc lá dùng giấy theo con nguồn. Lá rơi đến dịu em trong cuộc đời. Nhớ thêm giờ đây sao trong vắng. Sao tôi bỗng thấy nỗi cô đơn trong lòng ai vì em. Những lúc gặp nhau anh đâu nào có biết, có những hờn ghen nhỏ nhói.
tiếc nuối làm chi, yêu thương là dĩ vãng, thà rằng anh nói tiếng chia tay. Ta đừng biết đến để em không buồn đâu, ta đừng biết đến làm chi, ta đừng biết đến làm chi. Trong vắng chiều nay giấu trong lòng em, tình em còn đây, còn trong nồng say, và em ngồi đây chờ ai đợi ai. Còn trong nồng say, và em ngồi đây chờ ai đợi ai. Trời ơi, bà nó mang tính giải trí cao quá mọi người ơi. Tự nhiên ờ hả? Ờ tưởng ba đều ờ hả? Cái này là ba bốn ờ hả? Trận đầu tiên trong mày đứng lại khép cánh vô. Trời mày ơi, chuẩn bị lớn hố kìa. Ok à hả? Đây là một chiêu rất độc. Khi ca sĩ mà hát tông cao quá không hát được là quyết định độc. Hay quá hay. Em cho chiến thuật luồn xuống dưới. Em luôn không được, đọc luôn. Em ơi, mình bỏ mê luôn liền. Chị đây, đội trưởng của em nè. Dạ. Chị đây, anh chị đây. Chị không? Anh nhận ra chị không? Chị thấy em ghê không? Em rất ghê hả? Em chắc chắn sẽ rất vinh quang. Và bây giờ chúng ta hãy chờ xem ai sẽ là người rớt vào hố đen vũ trụ ạ. À. Mình cũng đã cố gắng mình làm hết sức và tương tác với người đối thủ của mình. Ta đừng biết đến làm chi, còn trong nồng say, và em ngồi đây chờ ai đợi ai. Không biết có phải là tự tin 100% không, nhưng mình cố gắng mình tỏ ra tự tin. Trong vắng chiều nay giấu trong lòng em, và bây giờ là phần bàn bạc đưa ra chiến lược tiếp theo của đội chị Lê Giang. Xin mời chị. Trời ơi, chị hãnh diện vậy em quá. Carol Bùi ơi, bây giờ nắm tay chị đi. Bây giờ nãy giờ là hai bên mình là Cát Tường với chị rồi ha, đấu với nhau rồi. Bây giờ chị muốn, bây giờ phải đấu bên anh Vũ Hà. Chị chọn rất giỏi. Lựa đội của anh là chính xác. Chính xác. Vì đội từ anh của từ nãy giờ chưa thắng được miếng nào cả. Vâng. Phượng Vũ. Hồi nãy Phượng Vũ đã bàn với lại thủ lĩnh của mình chọn bài hát gì để đấu lại đội của chị Lê Giang chưa? Theo như nhận định từ thủ lĩnh của đội em, Bùi Carol là một chiến binh rất mạnh và hát nhạc trẻ rất giỏi. Đội em sẽ quyết định là chọn Bonezo. Bonezo. Trời ơi, vậy trời, phải hát được. Và bài hát của đội anh Vũ Hà là gì ạ? Vâng, với tinh thần quyết chiến của đội Vũ Hà thì em xin chọn Sầu Tím Thiệp Hồng. Sầu Tím Thiệp Hồng, một bài hát rất là quen thuộc. Bài này anh cũng rất là thích. Bây giờ hai đối sĩ đã sẵn sàng chưa ạ?
Sẵn sàng. Yeah, sẵn sàng rồi. Chiến em ơi. Chiến. Sầu tiếp hiệp hồng. Xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Suốt đời tình khắc sâu, nhớ thương đầy vơi mộng thấy ai mỉm cười làn môi xinh tuyệt vời. Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Xây mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay, một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói xa e ngại mặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hôn như nở hoa trong chờ hồi âm, đắng cay trong lòng chỉ thấy thiếp hồn. Chiều tìm không mấy đường cũ bước lần về, buồn nghe say sứ tim. Nhìn xe kết hoa chẳng ngờ rằng mình mơ pháo hồng nhuộm tím đường. Lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn, tưởng bước ai tìm về. Mơ sông vòng tay đón em nhưng nào thấy, sầu dâng lên tím biết bao giờ cho. Hai đứa nó nói nó đẹp đôi mà nó dễ thương giống như anh ngày xưa vậy đó. Vậy mà có một đứa nó sắp rớt lỗ mới đau chứ. Mọi người có để ý là Phượng Vũ hát giả giọng một nữ ca sĩ không ạ? Đúng không? Lệ Quyên rất hay Quyên luôn, vỗ tay Phượng Vũ. Ban giám khảo nhớ cho em thêm điểm nhé. Hiện tại trên sàn đấu chúng ta điểm số đang nghiêng về Phượng Vũ rất nhiều. Và trên bảng điểm của ban giám khảo thì vẫn còn 6 điểm chưa công bố. Xin mời công bố kết quả phần thi của bạn Phượng Vũ và Bùi Caron. Xin mời ạ. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói xa e ngại mặc theo gió trôi. Ánh trăng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Yên tâm, em có đi anh sẽ bảo vệ đứa dài cho em. Là đội chiến thắng trong vòng thi vừa rồi đó chính là đội của anh Vũ Hà. Xin chúc mừng anh Vũ Hà. Đội của anh sẽ được lựa chọn đối thủ tiếp theo ạ. Xin mời anh. Sau khi ngắm nghĩa hai cô em gái thì cô nào cũng có một cái nhan sắc vô cùng khủng khiếp. Tôi quyết định lựa người khủng khiếp hơn. Đó là đội Cát Tường.
Nè nè, cái trục vũ trụ nó sẽ xoay vần từ người lọt lỗ. Đội tôi lọt sau cùng, đội tôi sẽ còn lại người cuối cùng. Ok, tôi xin lựa chọn người đấu với Phượng Vũ. Đừng có chọn các tường kỳ lắm. Trai hay gái đây? Hai người đã sẵn sàng. Đào Bá Lộc. Đó, tôi trông cái trời ơi Lộc, em thấy không Lộc? Từ đầu tới giờ tôi chưa đoán một cái gì sai hết trơn. Ngay cả là Quốc Bảo lọt lỗ tôi đoán cũng đúng luôn nữa. Thật ra là không khí thì hơi căng thẳng. Chắc là Lộc sẽ lựa chọn một bài hát dễ thương giống Lộc. Lộc hy vọng là hát được Mong Manh Tình Về. Mong Manh Tình Về. Đã có dịp được hát với Phượng Vũ trong một chương trình, mặc dù là cái sự cộng tác nó rất là ngắn, nhưng mà cũng đủ để Lộc biết là hai giọng để hát chung một bài sẽ rất là ok. Nên là Lộc thật sự là rất là thoải mái. Tức có nghĩa là mình không có đặt nặng cái sự cạnh tranh nên đầu tiên mình rất là vui vẻ. Chỉ cần hát hay là được rồi. Bài hát ok không? Được, anh yên tâm đi, anh yên tâm mấy em. Anh phải yên tâm mấy anh rồi. Cùng lắm em thuộc trong hố chứ. Ok, ok, được, không sao. Và bây giờ ca khúc Mong Manh Tình Về xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Điểm số bây giờ ở trên sân khấu đang nghiêng về phía đội của anh Vũ Hà. Đào Bá Lộc, lúc đầu em nói là em rất là tự tin vào bài hát này đúng không? À không có, tại vì em thấy bài hát này dễ thương giống dễ thương em nên giống hát em thôi. Dễ thương giống em thôi. Đúng rồi. Tại vì đây là lần đầu tiên mà Lộc hát bài này luôn, thật sự là cũng chưa có thuộc lời, vừa hát tương tác với bạn nhưng mà liếc lên màn hình xí. Tại sao không chọn một bài hát khác mà lại bài hát mà lần đầu tiên hát? Tại vì thật ra là tất cả những bài ở đây thì đều là lần đầu tiên hát rồi, nhưng mà nãy giờ các bạn rất là sôi động nên là chắc là Lộc lựa cái gì dịu dàng xí giống Lộc. Quỷ thương ghê á. Nhạc buồn hết luôn em ơi. Còn cảm giác của Phượng Vũ bây giờ sao? Bạn nghĩ là bạn có lọt hố không? Cảm giác của Phượng Vũ bây giờ là chỉ sợ bị lọt hố thôi, chỉ quan tâm đến cái hố thôi, còn không quan tâm đến cái gì cả. Cái bài này là nó nghiêng về giọng nam nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà không ngờ Phượng Vũ hát với cái giọng rất là vẫn xử lý rất được. Xử lý được rất là hay. Đấy, không phải là gà mình khen hay. Em hát quá hay. Đúng rồi. Ít hát lắm. Em cảm ơn chú. Và bây giờ chúng ta hãy đón chờ kết quả của phần thi của Phượng Vũ và Đào Bá Lộc. Xin mời kết quả ạ. Run run đôi vai em đau ngày nào bước đi, tin yêu em trao cho anh mất đi sao đành. Miên man tan trong vòng tay một hạnh phúc sao thật bình yên quá. Trời ơi, Đào Bá Lộc cầu nguyện cũng đẹp nữa em ơi. Em đúng là mong manh luôn á, thiệt tình luôn. Em sang lên. Trời ơi em sang tướng lên, em kỳ quá. Đúng. Phải sang lên. Ừ. Bây giờ hèn dễ sợ luôn. Tướng. Đâu thử em té dịu dàng cho chị coi coi. Trời ơi, thằng em tôi nó ngồi nhẹ nhàng không? Cô lại, cô đi ra đi. Trời ơi. Cho My hỏi là ban giám khảo tại sao chọn Phượng Vũ mà không phải là Đào Bá Lộc ạ? Phương nghĩ là ngay cái lúc mà Lộc vừa cất lên những câu đầu tiên á, thì cả Phương lẫn các vị ban giám khảo ở đây đều cảm thấy là Lộc hát rất là hay, với một cái tông vừa vặn và hát rất là ngọt. Nhưng mà đến khi mà Phương nhẩm theo thì cảm thấy cái tông quá cao so với nữ, nhưng mà Phượng Vũ lại xử lý rất là tinh tế, nên là cảm thấy là Phượng Vũ rất là xứng đáng để mà được sự lựa chọn. Bây giờ tôi không cần hai MC hỏi nữa, tôi lựa chọn luôn. Tôi lựa Thủ. Chọn tiếp luôn con bé Cát Tường. Tôi biết mà, đó. Cát Tường hả? Dạ. Chị đó ơi, chọn thành viên đội chị. Đó em. Ủa gì vậy, giờ đi chọn ai? Sao? Chúng tôi xin nói lại, chọn người còn lại là Tiêu Như Du Quỳnh của đội Cát Tường. Rồi, xin mời Tiêu Châu Du Quỳnh ạ. Mình phải hát đúng sở trường, tại vì Phượng Vũ là một giọng nữ rất dày. Và nhưng có vẻ như bạn ấy chỉ hát được một quãng cao thôi, còn cái quãng trầm của bạn ấy không có hát xuống được. Mình nghĩ là mình nên hát đúng sở trường và lựa một cái bài cái quãng nó vừa thấp mà vừa cao luôn. Tiêu Châu Du Quỳnh. Ghê. Bài hát tiếp theo em chọn là bài gì? Anh cứ đi đi.
Ok. Yeah. Và bây giờ ca khúc Anh Cứ Đi Đi xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Là thế, đôi khi là mình sẽ nghe, đôi khi là mình ngu nghe, tin một người đến nỗi rơi lệ. Là thế, khi yêu ai chẳng cần biết nữa, khi thương ai thì dù trong mưa vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa. Rồi khi em thấy anh trong tay cùng người khác ấy, sao em quên được khoảnh khắc đây anh bên ai hạnh phúc như vậy. Thì thôi buông đôi tay và để anh đi, xem như ta lần đầu chia ly cũng là lần cuối nghĩ suy. Nãy tới giờ là đội của anh Vũ Hà là 2 trận thắng liên tiếp, đúng không ạ? Bây giờ em có nghĩ là em thắng được không? Phượng Vũ ơi, em có nghĩ là em thắng được không Phượng Vũ? Ừ. Lạnh quá, lạnh quá. Em ấy rút kinh nghiệm của những người lọt hố trước phải khép cánh lại. Đúng rồi. Và bây giờ kết quả phần thi của Thiêu Châu Như Quỳnh và Phượng Vũ xin được công bố ạ. Và bây giờ xin được mạn phép hỏi ban giám khảo, vì sao hội đồng ban giám khảo lại lựa chọn phần thắng thuộc về Thiêu Châu Như Quỳnh? Xin mời đại diện ban giám khảo ạ. Ở cái phần thi đấu này thì Tâm chọn Như Quỳnh, bởi vì chúng ta đã biết là với cái lợi thế được chọn bài hát thì cô ấy đã chọn một cái bài sở trường và có một cái phần trình diễn rất là trọn vẹn.
Xin cảm ơn phần nhận xét của ban giám khảo ạ. Và bây giờ phần thắng thuộc về đội của chị Cát Tường là Tuyết Châu Như Quỳnh. Xin mời sự lựa chọn của chị đối thủ tiếp theo ạ. Hồi nãy giờ từ đầu đến cuối có một nhân vật mà chưa hề được lên tiếng, mà bạn ấy còn lo lắng là không biết bạn ấy có cơ hội để hát hay không. Khi mà bạn ấy thấy là đội của bạn ấy đã thắng hai bàn liên tục, hạ nhục đối phương của đội tôi, bây giờ tôi sẽ dập lại đội đó. Minh Xu, em đã được hát rồi. Tới giờ em tỏa sáng lên đây. Trời, trời đất ơi, mấy chục năm làm MC, bây giờ em sẽ được hát. Hay quá rồi. Em đã lựa chọn sai rồi. Kệ em. Một tại người gì? Mà nói nhiều mà bây giờ mới được hát, người ta hát hay ghê gớm lắm. Em chỉ nghĩ là đói quá thì sẽ hát một cái vồ vã, nó sẽ bị thô. Chắc ở trong ở nguyên cái trường quay này ai cũng no. Chị Lê Giang. Có vẻ là chị đang rất muốn hát hay không? Chị muốn hát lắm nhưng mà không cho chị hát. Đâu có chị Lê Giang. Em thương chị. Tình nghĩa chị em để chị hát chung kết đó. Đúng không? Đúng không? Ủa chị Tường. Chị Tường ơi. Ý là chị nói vậy là hai chị em hát chung kết rồi, còn em... Không, chị không hề nói điều đó. Nếu như em thắng cuộc đó. Không, em bạn Châu của mình lọt lỗ đi. Dạ. Thì bạn ấy cũng vinh quang vì đã thắng được một vòng. Mà nữ đấu với nam thì có thua cũng không có gì là nhục nhã hết. Đúng không? Dạ vâng. Ngược lại nếu em thua, em mới là người nhục đó. Này nhá, đừng có mà đùa nhá. Ngày xưa còn nhỏ là chuyên đi hát giật rất nhiều các huy chương vàng, đặc biệt là huy chương vàng bơi lội toàn quốc. Anh đứng ở trên bờ em hát hả? Vừa hát vừa bơi. Ý là anh khen em hơi dài. Bơi lội là hơi dài lắm đó. Và bây giờ xin mời hai đối sĩ bước ra sàn đấu. Đi cưng. Chơi trận cuối cho đẹp vào. Bài gì? Anh Sù ơi, nãy giờ anh ngồi trong phòng chiến lược, anh có rút ra được cái kinh nghiệm cho phần thi đấu của mình không? Thật sự ra chiến lược thì tới bây giờ thì cũng không có chiến lược gì. Ngay giây phút này thì Minh Sù cảm thấy là đối thủ của mình hiện tại là Tuyết Châu Như Quỳnh, là một cô gái của em rất là dễ thương của mình. Thì đã là đấu trường rồi thì mình sẽ phải có chiến lược và chiến thuật. Mình sẽ lựa chọn một bài hát tông nam để có thể thử thách cô em của mình. Không biết là bây giờ phải hỏi đối thủ của mình là Tuyết Châu Như Quỳnh. Ví dụ như là Minh Sù sẽ có hai sự lựa chọn. Một là một ca khúc nhẹ nhàng, hai là một ca khúc vui tươi. Thì Quỳnh sẽ lựa chọn bài hát nào? Những bài sâu lắng nhiều quá rồi cho nên em muốn một bài vui. Vui nhưng đừng vui quá. Thì em sẽ lựa chọn một ca khúc rất là dễ thương của nhạc sĩ Khắc Việt. Bài hát được mang tên là Yêu. Sao mất hơn? Cứu! Và đội của chị Cát Tường đã sử dụng quyền át chủ bài. Anh thấy chưa? Người ta có chiến lược hết rồi. Về đây em, về dưỡng sức cưng. Chưa sao, chả sao cả. Hồi nãy khách mời từ đầu cũng đã rớt vào cái hố tử thần. Không lẽ chương trình có hai khách mời? Khách mời nào ông lọt lỗ mai mốt mời ai dám làm khách mời? Và bây giờ chúng ta hãy đón chờ xem ác chủ bài tiếp theo là nghệ sĩ nào ạ? Xin mời ác chủ bài ạ. Em là lẽ sống của đời chị đó. Dạ em cảm ơn chị. Em hãy cố lên nha. Dạ. Mọi người hãy để ý thật kỹ vào đi. Chúng tôi rất hợp nhau. Từ cái áo trắng tới cái quần jean xanh. Người ta cao hơn em. Kệ chị, kệ. Thì cũng phải đứa cao đứa thấp chứ. Chắc chắn cái tiết mục này Minh Sù hy vọng rằng là sẽ cùng với Ali hát một cách rất là hay. Đồng ý không? Ok. Và bây giờ ca khúc Yêu Lại Từ Đầu xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Lady and gentlemen. Em ơi, tình yêu chúng mình đã hết yêu nhau mất rồi. Tại vì sao em hay nói đi, hay vì anh vô tâm hứng hờ nên vô tình
đánh mất hai ta. Come on. Rất khó để đến với nhau. Tại sao không đến với nhau được hả Ly? Đừng buồn xuôi tình yêu chúng mình. Mình đã hứa với nhau những gì. Anh nhớ mà. Mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa. Anh đồng ý chứ. Hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa. Hey. Mình tâm chia tay nhau nhé em, để ta biết được có yêu nhau không. Mình tự cho nhau hai lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn. Thời gian sẽ nói lên tất cả, nếu ta còn yêu sẽ quay trở về. Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và dành cho nhau. Anh cũng biết ba má nói vậy mà. Đừng buông xuôi tình yêu chúng mình. Come on. Mình đã hứa với nhau những gì. Mình hãy giữ trong bên lời hứa. Hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa. Được chưa? Mình tâm chia tay nhau nhé em, để ta biết được có yêu nhau không. Mình tự cho nhau hai lối đi, mở rộng trái tim của ai xa hơn. Thời gian sẽ nói lên tất cả, nếu ta sẽ quay trở về. Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng cho nhau. Mình tâm chia tay nhau nhé em, để ta biết được có yêu nhau không. Mình tự cho nhau hai lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn. Thời gian sẽ nói lên tất cả, nếu ta còn yêu sẽ quay trở về. Nói nghe, trời ơi, ta phải công nhận giành được cái huy chương vàng bơi lội toàn quốc. Hay quá đi cơ. Ali ơi, cho hỏi Ali ăn cái gì mà đẹp trai dữ vậy? Đây. Và bây giờ là kết quả của phần song ca của Minh Xù và Ali Hoàng Dương. Xin mời kết quả. Thầm chia tay nhau nhé em, để ta biết được có yêu nhau không. Khi mà bước lên sân khấu gặp anh Minh Xù thì hơi khớp một tí. Nhưng mà với tâm lý thoải mái của Ali thì Ali cũng đã hoàn thành một tiết mục cũng khá là thú vị cùng với anh Minh Xù. Lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng cho nhau. Và xin chúc mừng Ali Hoàng Dương. Và xin chia buồn với đội anh Vũ Hà, bởi vì đội của anh Vũ Hà là đội sẽ dừng chân đầu tiên. Anh cảm thấy cô đơn lạc lõng không anh? Tôi không chịu. Bây giờ phải hỏi ban giám khảo xem là tại sao mà đi cho con người ta rớt chứ vậy, xong khi thằng bé hát hay như thế. Rồi, xin mời ban giám khảo cử đại diện để trả lời cho anh Vũ Hà câu hỏi vừa rồi ạ. Xin mời ạ. Đầu tiên thì em xin thay mặt hội đồng ban giám khảo em xin trả lời cái câu hỏi của anh Will. Ban giám khảo đồng lòng chọn cho Ali được ở lại, thứ nhất là tại vì Ali là người bị thách đấu trên một cái tâm thế gọi là người hoàn toàn bị động. Tuy nhiên Ali ra thì Ali hoàn toàn làm chủ được cái bài hát, màu giọng Ali cũng rất là đẹp, và thậm chí là khi mà anh Minh Xù đưa ra những cái miếng, những cái chiêu thì Ali hoàn toàn có thể đáp trả lại được cho anh Minh Xù. Thì với tâm thế là một người bị động được đem ra thách đấu mà lại có thể làm tốt ngang ngửa với là người thách đấu, thậm chí là làm tốt hơn về cái phần giọng hát, thì dĩ nhiên là không có lý do gì mà em không dành cho Ali một phiếu. Và rất tiếc là đội anh Vũ Hà đã dừng chân đầu tiên. Và bây giờ chúng ta chỉ còn lại hai thí sinh cuối cùng, là thí sinh của đội chị Lê Giang và chị Cát Tường. Mong muốn chị Cát Tường thành sự thật, cuối cùng là hai chị em chơi với nhau vòng chung kết. Ra đẹp, nắm tay em ra. Xin mời hai thí sinh Thủy Trinh, Như Quỳnh và Đặng Nga. Bye bye Ali. Cảm ơn Ali đã cho Tiêu Châu, Như Quỳnh nghỉ ngơi một chút. Và đây là trận chung kết cuối cùng trong ngày hôm nay.
Phương Nga, bạn sẽ lựa chọn ca khúc nào? À, dạ em xin phép chọn một ca khúc ca khúc mang tên là Mưa. Và bây giờ tất cả chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cuối cùng dành cho trận chung kết này đi ạ. Ca khúc Mưa xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Trên tóc em dịu dàng, mưa khóc lạnh lùng khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều. Mưa có biết đời chờ mau mai, mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần mưa có trên làng ngồi em run có nhau trong chiều mưa, mình tay trong. Phần trình diễn tuyệt vời của Thi Câu Du Bình và Phương Nga. Hiện tại điểm số đang nghiêng rất nhiều về Tiêu Châu Như Quỳnh, nhưng chúng ta còn phải đợi điểm số của ban giám khảo nữa đúng không ạ? Phương Nga, khi mà em chọn ca khúc này thì anh cảm giác là bài này rất là hợp với em đúng không ạ? Đúng không? Quỳnh thì khiến mọi người rất là bất ngờ khi mà Quỳnh hát lên nốt cao thì nổi cả da gà lên. Mi thì sao? Em thấy là phần trình diễn này của hai người ngang tài ngang sức. Một người thì hát giọng hát trong trẻo, rất là dễ thương và đáng yêu, giống như là hạt mưa vậy đó. Còn một người thì hát giọng hát đầy nội lực, anh mạnh mẽ và nội lực. Bây giờ kết quả của phần thi đấu của Phương Nga và Tiêu Châu Như Quỳnh xin được công bố. Xin mời kết quả ạ. Nếu không may mà mình có lọt hố nữa thì cũng là một cái cơ hội để mình có thể chơi cảm giác mạnh được. Phương Nga chọn bài này thì mình cảm thấy hơi feel, tại vì là bạn ấy sẽ bị đuối mà Quỳnh cũng sẽ rất là đuối với cái bài này. Rằng trọn cuộc đời này sẽ mãi bên nhau, chẳng muốn lần cách xa nhau. Phương Nga, Phương Nga, Tiêu Châu Như Quỳnh, Tiêu Châu Như Quỳnh. Lần nữa xin được chúc mừng thủ lĩnh Cát Tường đã giành được ngôi vị cao nhất của đấu trường âm nhạc với giải thưởng là 20 triệu đồng. Và bây giờ xin mời tất cả các thủ lĩnh cùng các đấu sĩ bước lên sân khấu để chung vui với đội của thủ lĩnh Cát Tường ạ. Xin mời. Alo. Ô, muốn nhảy mọi người ơi. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Đấu Trường Âm Nhạc, cũng như các thủ lĩnh và các đấu sĩ đã tham gia mà đến một đêm âm nhạc thật vui cùng nhiều tiếng cười. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đấu trường âm nhạc, đối kháng đỉnh cao, những chất giọng khủng, thần thái cuốn hút. Phải thế cho tình yêu, phải thế cho thế giới đời.
thân mình là bọt bèo. Thủ lĩnh nổi tiếng, đấu sĩ cực chất, chiến lược kích tính. Chiến thuật của chị là anh Thuận sẽ tự nhảy vô hố. Anh đã thấy đồ chiến thuật của đội em chưa? Trước sau cũng được rớt thôi, không sao hết.